Hội nghị tổng kết công tác quản lý sản xuất kinh doanh sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ giai đoạn 2009-2014 vừa được Bộ Công Thương tổ chức tại Hà Nội. Vật liệu nổ công nghiệp là một loại hàng hóa đặc biệt có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế đất nước, là vật tư không thể thiếu trong khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, thi công công trình, nhưng cũng là loại vật liệu ảnh hưởng đến các mặt an ninh quốc phòng, an toàn trật tự xã hội nếu bị thất thoát. Chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng khẳng định, trong thời gian tới cần phải tiếp tục xây dựng ngành sản xuất kinh doanh sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ nhằm đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về sản xuất kinh doanh sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ. Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tiếp tục tăng cường giám sát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh sản xuất sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, xử lý nghiêm với các hành vi vi phạm trong công tác vật liệu nổ công nghiệp.